Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CFP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp giáo dục này nhằm giúp đỡ hỗ trợ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy dạy bài số 9, quy tắc chuyển vế. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững quy tắc chuyển vế và biết vận dụng vào giải toán. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Hôm nay thầy dạy bài số 9, quy tắc chuyển vế. Mục 1 nhỏ đó là quy tắc chuyển vế. Để hiểu thế nào là quy tắc chuyển vế thì trước hết chúng ta xét một cái ví dụ mà ở các lớp trước chúng ta thường hay làm. Ví dụ, bảy cộng với năm thì bằng 12. Ở đây người ta gọi là đẳng thức. Đẳng thức này là đẳng thức số. Đẳng thức, các em hiểu đó là ở về trái luôn luôn bằng về phải. 7 cộng với 5 là bằng 12. Như vậy về trái bằng 12, về phải bằng 12 thì người ta gọi đây là một đẳng thức. Thế thì chúng ta biết rằng là số 7 sẽ bằng 12 mà trừ cho 5. Thế thì các em thấy trong cái đẳng thức trên chuyển xuống đẳng thức dưới thì các em thấy số 5 ở vế trái khi chuyển sang vế phải thì nó đổi dấu thành âm 5. Tương tự như thế này thì chúng ta cũng có số 5 bằng số 12 trừ cho số 7. Số 7 ở vế trái chuyển sang vế phải thì trở thành âm 7. Như vậy chúng ta thấy là khi chúng ta chuyển một số nguyên từ vế trái sang vế phải hoặc vế phải sang vế trái thì chúng ta nhớ là đổi dấu số người đó. Thế bây giờ tổng quát lên là A cộng với B bằng C, đây là một đẳng thức bậc số. Thì khi đó ta có A sẽ bằng C trừ cho B, tức là chúng ta chuyển B sang vế phải, chúng ta đổi dấu B trở thành trừ B. Như vậy ta có A sẽ bằng C trừ cho B. Chuyển B ở vế trái sang vế phải chúng ta đổi dấu. Tương tự, ở vế trái ta giữ lại B, ta chuyển A từ vế trái sang vế phải thì ta được là C trừ cho A. Kém đổi dấu của A là trừ A. Như vậy ở trong quy tắc này, khi thực hiện phép toán cộng hai số nguyên thì các em nhớ là chuyển một số nguyên từ vế này sang vế kia thì nhớ đổi dấu. Như vậy thì thầy nhắc lại về quy tắc, đó là muốn chuyển một số nguyên từ vế này sang vế kia thì các em nhớ đổi dấu số nguyên đó. Và đây chính là quy tắc chuyển vế đổi dấu mà các em cần phải nắm vững. Bây giờ vận dụng kiến thức này để chúng ta sang sửa cái bài tập số 61 trang 78. Bây giờ chúng ta sửa bài tập 61 trang 87 là tìm số nguyên x biết câu A nhỏ là 7 trừ x bằng 8 trừ cho âm 7. Các em thấy là số 7 ở vế trái mang dấu cộng
và ở bên phải thì trừ của trừ 7 cũng mang dấu cộng, cho nên khi chuyển về là nó triệt tiêu. Do đó mình không thực hiện phép tính 8 trừ cho âm 7. Vậy thầy giải như sau. Thầy viết trừ x sẽ bằng 8 trừ cho âm 7 là trở thành cộng với 7. Chuyển số 7 ở về trái sang về phải đổi dấu trở thành trừ 7. Như vậy chúng ta có trừ x sẽ bằng 8. Bởi vì 7 trừ 7 bằng 0. Trừ x bằng 8 thì chắc chắn rằng x sẽ bằng âm 8. Vì sao như vậy? X bằng âm 8 thì trừ của âm 8 sẽ bằng dương 8. Như vậy chúng ta có x bằng âm 8. Cách thứ hai là chúng ta hiểu như sau. Chúng ta chuyển trừ x sang bên phải, chúng ta đổi dấu trở thành dương x. 8 chúng ta chuyển sang bên trái, chúng ta đổi dấu trở thành âm 8. Như vậy ta được âm 8 bằng x, ta viết ngược lại x bằng âm 8. Bây giờ sang câu B, đó là x trừ 8 sẽ bằng trừ 3 trừ 8. Các em thấy hai vế đều có là trừ 8 cả, cho nên khi chuyển vế thì âm 8 và âm 8 triệt tiêu. X sẽ bằng trừ 3 trừ 8, chuyển âm 8 sang bên phải đổi dấu trở thành cộng 8. Trừ 8 cộng 8 bằng 0, do đó x sẽ bằng âm 3. Chúng ta kết thúc. Bây giờ qua bài số 66 trang 87, tìm số nguyên x biết. Chúng ta có một cái biểu thức rất là nhiều số tham gia trong vế trái và vế phải. Thế bây giờ chúng ta thực hiện phép tính phá ngoặc. Sau đó chúng ta tính toán, hoặc chúng ta làm các phép tính trong một đơn trước, rồi chúng ta tính toán. Như vậy là có hai phương án để chúng ta thực hiện phép tính này để tìm x. Bây giờ thầy làm như sau. 4 trừ cho 27 trừ 3 là 24. Vậy nó trừ cho 24 bằng x trừ cho 13 trừ cho 4 là 9. Cho nên trừ cho 9. Thầy làm gọn lại. 4 trừ cho 24 là bằng trừ 20. Sẽ bằng x trừ cho 9. Thầy chuyển trừ 9 sang vế trái và đổi dấu. Khi đó thầy được là trừ 20 cộng 9, chuyển vế đổi dấu thì bằng x. Ta viết ngược lại. Vế trái viết thành vế phải viết thành vế trái, gọi là đảo vế. Trừ 20 cộng với 9 thì bằng âm 11. Chúng ta kết thúc. Bây giờ thầy sang sửa bài tập nâng cao. Bài nâng cao chứng minh câu A, mở ngoặc A trừ B đóng ngoặc cộng với mở ngoặc C trừ D đóng ngoặc bằng mở ngoặc A cộng C trừ cho mở ngoặc B cộng D. Thì bây giờ để chứng minh một cái đẳng thức như thế thì các em sẽ biến đổi vế này bằng vế kia, hoặc hai vế cũng bằng vế thứ ba. Thì bây giờ thầy sẽ biến đổi cái vế trái này các em này sao cho nó bằng cái vế phải. Thì biến đổi như sau. Vế trái sẽ bằng A trừ B cộng với C trừ D. Bây giờ thầy phá ngoặc. Trước ngoặc có dấu cộng thì chúng ta giữ nguyên các số nguyên ở trong ngoặc bằng A trừ B cộng với C trừ D. Bây giờ các em nhìn vào vế phải, các em thấy này, A cộng C vật đầu, thì như vậy chúng ta đổi vị trí C đến gần vị trí A bằng A cộng với C. Thầy chuyển trừ B
ra phía sau C. Nhớ là chuyển thì mang theo dấu của nó. Trừ cho B. Tiếp tục trừ cho D. Bây giờ các em nhìn vào là thầy sẽ đóng ngoặc A cộng với C. Bởi vì A cộng C là tổng hai số trước có dấu cộng. Cho nên chúng ta viết lại và đóng ngoặc. Bằng mở ngoặc A cộng C trừ B trừ D. Thì chúng ta đưa dấu trừ ra ngoài. Thì chúng ta đổi dấu tất cả các hàng tử. Trừ mở ngoặc trừ B thì chúng ta viết lại là B, trừ D chúng ta viết lại là cộng D. Và các em nhìn vào về phải thì các em thấy bằng nhau rồi. Vậy chúng ta viết đây là bằng về phải. Chúng ta ghi là điều phải chứng minh. Tức là hai vế bằng nhau. Bây giờ tiếp tục câu B là chứng minh. Thì thầy sẽ biến đổi về trái. Về trái bằng A trừ B trừ cho C trừ D sẽ bằng. Trước A trừ B là dấu cộng, cho nên chúng ta phá ngoặc giữ nguyên các số A và trừ B bằng A trừ B. Bây giờ thầy tiếp tục phá ngoặc trước có dấu trừ thì thầy phải đổi dấu các số nằm ở trong ngoặc. C viết lại là trừ C, trừ D viết lại là cộng với D. Bây giờ các em nhìn vào về phải để các em ghép. Trước này là A cộng D, vậy thì rời D gần đến A bằng A cộng với D. Trừ B trừ C thầy viết phía sau là trừ B trừ C. Khi các em rời các số thì các em rời nguyên dấu thì cái biểu thức đó không đổi. Bây giờ các em thầy tiếp. A cộng D. Cho nên thầy đóng ngoặc lại. Cho nên thầy viết lại là A cộng với D. Trừ B trừ C là hai số mà có dấu âm. Cho nên thầy đặt dấu trừ ra trước. Thì các số này nó đổi dấu. Trừ B trở thành B, trừ C trở thành cộng với C. Và các em thấy đã bằng vế phải rồi, bằng vế phải. Và chúng ta kết thúc chứng minh, gọi là điều phải chứng minh. Bây giờ thầy sửa tiếp câu số 2, tìm số nguyên x biết. Âm 1 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuần đối của x cộng 3, nhỏ hơn hoặc bằng 4. Để tìm x là số nguyên mà thỏa mãn biểu thức này. Trước hết các em thấy trị tuần đối của x cộng 3 bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng 0. Mà số 0 thì luôn luôn lớn hơn âm 1. Cho nên các em không quan tâm gì về trái. Bởi vì khi đó trị tuần đối của x cộng 3 luôn luôn lớn hơn hoặc bằng âm 1 với mọi x. Số nguyên. Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm x thỏa cái điều kiện trị tuyệt đối của x cộng 3 nhỏ hơn hoặc bằng 4. Mà trị tuyệt đối của x cộng 3 nhỏ hơn hoặc bằng 4 tức là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 nhỏ hơn hoặc bằng 4. Nghĩa là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 sẽ bằng 4 hoặc bằng 3 hoặc bằng 2 hoặc bằng 1 hoặc bằng 0. Bây giờ thì mô tả để các em hiểu. Ở trên trục số thì cái nét màu đậm thầy đóng ngược chỉ ở phía dưới nằm trên trục số này là khoảng cách từ một điểm ở trên trục số đến điểm không được tô bằng màu đậm, mà ở đây thầy viết là cái khoảng cách đó bởi trị tuyệt đối của x cộng 3. Còn cái nét màu đậm ở trên này là nét thầy kéo thôi, không ảnh hưởng gì ở dưới này các em nhé. Bây giờ trong trường hợp thì nhánh trên bảng là khoảng cách từ điểm 4 đến điểm 0 là bằng đôi dải đậm này, tức là trị tuyệt đối của x cộng 3 chính là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 bằng 4.
trường hợp này thì khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 của măng bốn, trường hợp đó. Bây giờ tiếp tục là trường hợp khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 sẽ bằng 3 ở trong trường hợp này. Thì nét mở đồng này có độ dài bằng 3 đơn vị. Khi đó x cộng 3 sẽ bằng 3. Trường hợp tiếp theo, trường hợp này thì khoảng cách từ điểm âm 3 đến điểm 0 cũng bằng 3. Khi đó ta có x cộng 3 bằng âm 3. Bây giờ tiếp tục, trường hợp tiếp theo là trường hợp này là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 sẽ bằng 2 đơn vị. Trường hợp này cũng khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 bằng 2 đơn vị. Trường hợp tiếp theo là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 bằng 1. Trường hợp này là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 cũng bằng 1. Và cuối cùng, trường hợp cuối cùng là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0 bằng 0. Như thế như vậy. Thì bây giờ chúng ta trình bày lời giải. Trước hết, ta có là trị tuyệt đối của x cộng 3 là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 0. Sau đó, chúng ta sẽ trường hợp thứ nhất, cả nghiệm hình vẽ. Khi đó, ta có x cộng 3 bằng 4, hoặc trường hợp thứ hai, x cộng 3 bằng âm 4. Ta có x cộng 3 bằng 4, hoặc x cộng 3 bằng âm 4. Để nhớ điều này thì các em lưu ý này, trị tuyệt đối của cộng trừ 4 thì sẽ bằng 4. Vậy ta có x cộng 3 bằng 4 hoặc x cộng 3 bằng âm 4. X cộng 3 bằng 4, ta chuyển 3 sang vị phải đổi dấu thì x sẽ bằng 4 trừ 3 bằng 1. Trường hợp thứ hai là x cộng 3 bằng âm 4, chuyển 3 sang vị phải đổi dấu, ta được x sẽ bằng âm 4 trừ 3, tức là x bằng âm 7. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp trường hợp thứ hai là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến số 0 bằng 3. Khi đó ta có x cộng 3 bằng 3. Hoặc trường hợp tiếp theo ta có x cộng 3 bằng âm 3. Tiếp tục lý giải. Trị tuyệt đối của x cộng 3 bằng 3. Khi đó ta có x cộng 3 bằng 3 hoặc x cộng 3 bằng âm 3. X cộng 3 bằng 3, 3 ở vị trái và 3 ở vị phải khi chuyển vế triệt tiêu, vậy ta được x bằng 0. Trường hợp thứ hai là x cộng 3 bằng âm 3, chuyển 3 sang vế phải đổi dấu, ta được x bằng âm 3 trừ 3, x bằng âm 6. Vậy ta được x bằng 0 hoặc x bằng âm 6. Tiếp tục, khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến 3 bằng 2. Khoảng cách bằng 2 là khoảng cách này cái. Khi đó x cộng 3 bằng 2 hoặc x cộng 3 bằng âm 2. Ta có x cộng 3 bằng 2 hoặc x cộng 3 bằng âm 2. X cộng 3 bằng 2, chuyển 3 sang tới phải đổi dấu, ta được x sẽ bằng 2 trừ 3 bằng âm 1. X cộng 3 bằng âm 2, chuyển 3 sang tới phải đổi dấu, ta được x bằng âm 2 trừ 3, là x bằng âm 5. Bây giờ tiếp tục, khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến điểm 2 bằng 1. Các nhìn thấy hình vẽ. Khoảng cách bằng 1. Ta có x cộng 3 bằng 1 hoặc x cộng 3 bằng âm 1. Ta có x cộng 3 bằng 1 hoặc x cộng 3 bằng âm 1. X cộng 3 bằng 1, chuyển 3 sang vế phải đổi dấu, ta được x bằng 1 trừ cho 3, x bằng âm 2. X cộng 3 bằng âm 1, chuyển 3 sang vế phải đổi dấu, ta được x bằng âm 1 trừ 3, x bằng âm 4.
Còn một trường hợp nữa là khoảng cách từ điểm x cộng 3 đến 0 bằng 0, trường hợp này cạn. Khi đó ta được x cộng 3 bằng 0, thì ta được x sẽ bằng âm 3, vì âm 3 cộng với 3 bằng 0. Trị tuyệt đối của x cộng 3 bằng 0, thì ta được x bằng âm 3. Như vậy là chúng ta đã tìm tất cả các số nguyên x về rồi. Bây giờ chúng ta nhặt lại các giá trị x nguyên tôi tìm được để chúng ta viết lại đọc số. X bằng 1, x bằng âm 7, x bằng 0, x bằng âm 6, x bằng âm 1, x bằng âm 5, x bằng âm 2, x bằng âm 4, x bằng âm 3. Vậy thì rõ ràng x sẽ thuộc tập hợp các số âm 7, âm 6, âm 5, âm 4, âm 3, âm 2, âm 1, số 0 và số 1. Như vậy chúng ta đã giải xong bài tập tìm số nguyên x biết thỏa mãn một bất đặc thức liên quan đến trị tuyệt đối. Qua bài học này, thầy để giúp các em nắm vững được quy tắc chuyển vế và các em cũng đã vận dụng vào giải một số bài toán của sách giáo khoa cũng như bài tập nâng cao. Về nhà các em ôn tập lại. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GT. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.